tư giữa đường 2A và đường số 12A thuộc khu đô thị Hà Quang 2, Phước Hải, Nha Trang. Thì ở trục đường 2A ngày hôm nay thì Vân nhà phố sẽ giới thiệu với mọi người một lô đất nền. Đối diện chúng ta thì chúng ta sẽ thấy đây là một công viên nằm giữa đường số 12A và đường 2A, cũng như là trục đường số 11 ở bên ngang đối diện nha mọi người. Thì ở cái trục đường số 2A này á, thì Vân sẽ có một lô đất đối diện cái công viên này luôn. Và từ vị trí của cái công viên này thì cách tầm hơn 200 m thì mình sẽ ra được trục đường vành đai 2, kết nối giữa khu vực Ngọc Hiệp, nút giao Ngọc Hội cũng như xuống khu vực Bình Tân. Thì bây giờ mọi người hãy theo chân Vân nha. Thì ở đây ngay cái ngã tư luôn, giao nhau giữa đường số 2A và đường số 12A, là cái đường số 12A nó sẽ đi thẳng qua trục đường ở đường số 2 ngoài kia. Thì bây giờ mọi người theo chân Vân nè. Đây là cái khu vực mà Vân sẽ giới thiệu với mọi người nha. Lô đất này sẽ là hướng chính tây luôn, nó sẽ đối diện trực diện với cái công viên phía trước mặt. Thì lô đất này có diện tích là 160 mét vuông, ngang 8 mét nha mọi người. Và lô đất này thì chưa có ép cọc, thì với giá là 52 triệu một mét vuông thì gia chủ muốn trao riêng cái lô đất này. Thì mọi người có nhu cầu và có khó hướng phù hợp với cái hướng tây chính tây luôn nha mọi người thì hãy liên hệ với Vân. Thì ngay cái khúc này mình sẽ view trực diện đường số ha, chuyển với cái đường số 1A thì tầm hơn 100 mét thôi, và các cái nhánh đường ở đây á, đều là cái khu bàn cờ thông với nhau luôn nha mọi người. Và bây giờ Văn sẽ quay tổng quan xung quanh để cho mọi người thấy là ở cái khu vực này thì mật độ xây dựng cũng khá là đông rồi nha mọi người. Đây sẽ là ngã tư nãy Văn đứng nha mọi người, trục đường số 2A. Đây sẽ là trục đường số 12 này, 12A, đây là cái trục đường số 12A này. Cách một đường ngoài kia sẽ là đường số 12 nha mọi người. Đây, những cái khu đặc điểm, những cái đoạn đường tại khu đô thị Hà Quang 2 đều là những khu bằng cờ và thông với nhau hết á. Đó, mình sẽ đi đâm ra cái, mình thấy những cái ô tô trắng ngoài kia sẽ là trục đường số 4 nha mọi người. Đó, từ đây vị trí này mà ra những cái xe ô tô nè. Đó, đó là sẽ trục đường số 4 tiếp cận đất luôn. Và ở khu vực đường số hai này thì Văn sẽ giới thiệu với mọi người một cái lô đất nằm trên trục đường số 2. Thì cái lô đất này á, nó sẽ có đặc điểm là nó sẽ nằm giữa hai cái ngã tư. Ngã tư đầu tiên sẽ là đường số 12A và đường 2A. 2A nha mọi người, ở đây là đường số 12A và đường 2A đây luôn. Và dưới kia sẽ là giao nhau giữa đường 2A và đường số 11. Và đối diện đây sẽ có một cái công viên. Công viên đặc điểm ở đây, Hà Quang thì mới vừa trồng cây cũng tỉa lại cây ấy, nên là cái công viên này nó cũng chưa có bóng mát lắm nha mọi người. Đây. Nhưng mà cũng đây là buổi tối thì cũng là một cái khu vực cũng khá là có cái không gian để mình tập thể dục cũng như là để cho con em mình chơi tại cái công viên đây. Đó. Và từ vị trí á, cách cái đường 1A trên này thì tầm 100 mét và di chuyển xa hơn sẽ là đường Bình Đại 2 nha mọi người. Đó. Mình sẽ quay về cái lô đất. Trục đường này sẽ là trục đường 12 mét nha mọi người. Đây, Vân đang đi về cái lô đất luôn. Ngang 8 mét và với tổng diện tích là 160 mét vuông và giá là 52 triệu một mét vuông. Còn thương lượng nha mọi người, hướng là hướng chính tây luôn. Nên là bây giờ khá là nắng luôn. Bây giờ mới 8 giờ mà rất là nắng luôn á mọi người. Đó. Để Vân. Nó sẽ cách cái lô góc này, sát với lô góc này mọi người. Đó. Đây, chính diện. Đây, cái view trước của lô đất luôn nha mọi người. Và nó sẽ nằm giữa đường trục đường số, đây cái ngã tư thứ hai nha mọi người, đó là đường số 11 và đường số 2A. Đấy, nãy Văn nói là một lô đất nằm giữa hai cái ngã tư và đối diện view là công viên. Đó. Tổng quan luôn, xung quanh thì xây cũng tương đối rồi. Đây nha mọi người. Đây là trục đường số 11 nè. Di chuyển ra được trục đường số 4 cũng khá là gần luôn. Anh xin nhắc lại, lô đất ngày hôm nay
với tổng diện tích là 160 m² ngang 8 m, với giá là 52 triệu một mét vuông, thì mọi người hãy liên hệ với Văn nha.